Tiếp tục với những thông tin trên thị trường kim loại quý thưa quý vị. Giá vàng trong nước sáng ngày hôm nay đã tăng nhẹ khi mà giá vàng thế giới cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tháng. Đến thời điểm 11 giờ trưa ngày hôm nay thì giá vàng ròng Thăng Long tăng 160.000 đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua, lên mức mua vào là 55.680.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 56.580.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng 40.000 đồng một lượng ở chiều mua vào lên mức 66.460.000 đồng một lượng và giữ chiều bán ra ở mức 66.980.000 đồng một lượng.